chiều ngày 30 tháng 5, Ban chỉ đạo 799 quận tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp số 09 ngày 1 tháng 8 năm 2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các tổ chức thành viên về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Tới dự có đồng chí Thượng tá Nguyễn Sơn Trình, Phó trưởng phòng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an thành phố, Thường trực Ban chỉ đạo 799 thành phố đại biểu quận có đồng chí Nguyễn Thị Thuyền, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận, đồng chí Nguyễn Phong Doanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, đồng chí Phan Nâng Thủy Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận. Mười năm qua, công tác phối hợp đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới giữa Công an với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể qua đó đã phát huy được vai trò nòng cốt xung kích trong thực hiện phong trào góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội của quận. Công an quận đã làm tốt công tác phối hợp với mặt trận tổ quốc quận và các tổ chức thành viên thực hiện chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự, hướng dẫn tuyên truyền để mạnh xây dựng phong trào cũng như ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, chú trọng củng cố phát triển lực lượng nòng cốt ở cơ sở, tổ chức quần chúng làm công tác giữ gìn an ninh trật tự cùng với đó chủ động tiếp nhận kịp thời xử lý và thông báo kết quả các thông tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự triển khai đồng bộ linh hoạt các biện pháp đấu tranh ngăn chặn chấn áp tội phạm tệ nạn xã hội thúc đẩy phong trào phát triển mạnh mẽ đi vào chiều sâu qua phong trào có nhiều tập thể cá nhân điển hình tiên tiến gương người tốt việc tốt được các cấp biểu dương khen thưởng và nhân rộng nhiều mô hình hay cách làm hiệu quả mang lại những kết quả tích cực trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương đơn vị để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong thời gian tới đạt kết quả và đáp ứng công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới, công an quận, mặt trận tổ quốc quận và các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, chú trọng lồng ghép phong trào toàn dân bảo vệ bảo vệ an ninh tổ quốc với các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước, phối hợp hướng dẫn các cơ quan tổ chức cá nhân tham gia công tác bảo vệ an ninh trật tự, tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ người vi phạm pháp luật, người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư và vận động nhân dân trong tố giác đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Tiếp tục ra soát đánh giá chất lượng từng loại mô hình an ninh trật tự, củng cố nhân rộng các mô hình phát huy hiệu quả, quan tâm xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, lực lượng nòng cốt gồm bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp, các tổ chức quần chúng, bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở vững mạnh. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân quận Biểu Dương tặng giấy khen 12 tập thể và 10 cá nhân tiêu biểu thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới giai đoạn 2013-2023.